hổ nghe tiếng nó lớn. Rồi em tè cà tiếp tục ra nữa nha các bạn. Rồi giờ đạp. Đó, đạp cho coi luôn nè. Đó, các bạn nghe tiếng bô đã không? Cái người chạy không phê đó, người ngồi trước á, người ngồi trước mới phê nè. Đó, sướng không? Ngồi trước sướng hơn ngồi sau edit. Để mình theo mình quay cái chiếc anh trạc này sơ sơ cho các bạn xem nha. Giờ để coi anh chạy chắc tới đâu nữa đây. Rồi giờ nhấp tới. Nó lên đạt mấy ta? 3 số 4 hả? À, em đạt 4 số 4. 4 số 4. 3 số 4 không? Có số hết rồi. Rồi thấy rồi. Không vẫn nhớ đạt mấy sao. Bao nha các bạn. 4 số. Hai bốn sáu tám chín mới chín như trước, và bốn bao nè, ba bao cả được 50 bao nha các bạn. Ba số bốn vậy là có cái em kia nói là lấy số đầu lấy số cuối, vậy là này thằng 44HB ha. Ủa cưng, vậy là nó là nhiêu? 44HB hả? Dạ 44HB luôn các bạn ơi. Cái đó là nhái mà đâu phải ếch. Bồ nổ tiếng là đã. Ô, 250 nữa kìa. 250 cho lúa. Một có cò đẩy luôn.
Đây, xin tiên bên đây 2510 2510 lên máy nha. 2510 lên máy 31. Này màu cầu đa số in bên tàn là nó màu cầu nhiều. Này là anh em ở bến cầu qua đây hồi hôm nay cũng trên 10 ngày rồi, qua đầu vụ nha các bạn, đầu vụ ở Phước Ninh. Hả? Sới luôn hả? Không có, tức là xong vụ lúa đó mình về chưa, mình về bản chưa, hay là mình ở đây cày sới luôn? À, xong lúa là về phải không? Có chạy đồng khác không? Chạy đồng lúa nhà. À, lúa nhà hả? Là tới lúa nhà luôn hả? À. Chỗ sao nó được 14.928. Số đúng là lão á. Bên bơm kiếm của nó nằm trong đất luôn không? Nó là 4 số hả cưng? 4 số tới hả? 4 tới 1 ghe là 5. Còn nếu mà nó có từng chậm là riêng. Rồi. À. Rớt. Bên kia chắc lên nhiều quá rớt. Cao à, bên kia chắc cao quá. Ồ, chắc cũng dữ quá. Chắc bị ngốc luôn. Rồi, chúng tới. Ra nữa nè các bạn. Rồi giọt. Rồi đứt dép luôn rồi. Lỗ nặng luôn rồi. Giác đó dài giác chứ cả hai một mình giác khoảng 20 bao mới đủ mua. Giác năm chục hả? Đâu có năm chục rồi. Năm mấy thì phải giác tới năm mấy bao. Đi vô lấy này luôn. Bạn nghe tiếng bô đã không? Chiếc anh tẹt này bây giờ mình mua cả nhiêu tiền cưng? Giá năm sáu chục anh ơi. Năm sáu chục hả? Xe này mình xài rất lâu hả? Mới mua máy xài chắc được năm mấy nè. À, mới mua năm mấy hả? Cái dòng anh tẹt này ít thấy người ta cài sới ha. Thấy nó chở nhiều. Máy lớn rồi thổi đi sới xuống nước. À. Ơi.
Giang Mai nè các bạn. Hệ thống này là cũng bến cầu nữa thôi. Hệ thống của bến cầu hả? Vậy ra bến cầu mình xài Giang Mai cũng nhiều quá ta. Hệ thống ở bến cầu nè các bạn ơi. À mua của Thái Phùng luôn rồi. Bữa gặp cái chiếc cũng mua có Thái Phùng luôn, chiếc có tên nè. Lên hai bao nó ra nha các bạn. Bây giờ mình ra mình quay cái đường chạy ra nha các bạn. Đó, nhưng ngày sau sao ngồi hai người, trước ngồi người, tài xế đó là bốn người. Ngầu không anh trai này mới bị đứt chiếc chấp lào. Chiếc này 4 máy 44 HP. Bởi vì cái bồ này ông tiếp dạng không có ông tiêu ở trong á. Nên nó là giống như ông tiếp vậy. Vì nó nổ nghe tiếng nó lớn. Video này mình kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Đi lại rồi xuống ở đằng kia kìa. Chỗ cái con Isuzu đậu bên tay trái á. Xuống lúa đó rồi căng nha các bạn. Rồi, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo của mình. Rồi, bye bye các bạn.